Hai anh em, mình là Irene đến từ Coin68 TV. Trong video ngày hôm nay thì Irene sẽ chia sẻ cho anh em về những update mới nhất từ phía DapDap, công cụ all-in-one giúp anh em có thể thực hiện các thao tác on-chain chỉ bằng một ứng dụng duy nhất. Đây thì cũng là một trong những công cụ mà bản thân mình sử dụng khá là nhiều để có thể tham gia vào những chiến dịch airdrop của các layer lớn hiện nay. Vậy thì trong bản update mới nhất lần này thì DapDap có những cải tiến gì nổi bật? Anh em hãy cùng Irene theo dõi trong video ngày hôm nay nhé. Và như thường lệ, nếu như anh em thích video này thì đừng quên like, share cũng như là subscribe cho Coin68 TV và ấn vào nút chuông nhỏ để không bỏ qua những video của tụi mình nhé. Đầu tiên thì Irene muốn mention lại một chút về DapDap. Dành cho những anh em nào chưa biết thì DapDap có thể coi như là một cánh cổng thống nhất dẫn đến thế giới Layer 2. Giải pháp này thì cung cấp những cái trải nghiệm mượt mà và thân thiện để anh em có thể sử dụng, tiếp cận tới hơn 130 ứng dụng từ DeFi đến các giao dịch, quản lý thanh khoản, cầu nối vân vân thông qua chỉ một UI duy nhất. DapDap thì mới đây đã thông báo về sự nâng cấp của d'Avinci, biến DapDap.net trở thành một ứng dụng dành cho người dùng với nhiều tính năng hữu ích. Cốt lõi của d'Avinci lần này là giao diện người dùng được thiết kế lại một cách hoàn toàn, giúp tối ưu hóa lượng người dùng ở trên hệ sinh thái rộng lớn gồm hơn 300 đi app và hơn 17 mạng lưới. Bản cập nhật lần này thì cũng giới thiệu một số những tính năng mới như là Dex Aggregator, SuperSwap hay là truy cập tính năng phân tích danh mục đầu tư bản beta, hay là hệ thống phần thưởng Medal và Gem được thiết kế lại với rất là nhiều phần thưởng. Người dùng thì sẽ không cần thực hiện hành động nào, tất cả những dữ liệu từ phiên bản cũ thì sẽ được tự động nâng cấp lên các tính năng mới của d'Avinci. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu sâu hơn về bản cập nhật d'Avinci này nhé. Kể từ khi ra mắt vào tháng 2 năm 2024 thì sứ mệnh của DapDap đã luôn rõ ràng là thống nhất trải nghiệm người dùng bị phân mảnh ở trên toàn bộ các hệ sinh thái Ethereum, Rollup cũng như là EVM đang không ngừng mở rộng. Trong năm vừa qua thì dự án này đã đạt được rất là nhiều bước tiến đáng kể trong việc là tích hợp nhiều mạng lưới, cũng như là DapDap thì đang xây dựng một nền tảng phục vụ cho tất cả người dùng DeFi, kể cả những cái người mà đã tham gia lâu rồi có thể coi là OG, hay là những người mới là các newbie chẳng hạn. Anh em có thể xem thêm những video mà chúng mình đã giới thiệu về DapDap cũng như là demo những cái tính năng đặc biệt của ứng dụng này ở một số những cái video đâu đấy mình sẽ để trên màn hình cho anh em nhé. Với bản cập nhật d'Avinci lần này thì DapDap muốn thiết lập một số những cái tiêu chuẩn mới dành cho trải nghiệm DeFi truyền thống, kết hợp những cải tiến trong một ứng dụng thống nhất dành cho người dùng. Điểm cốt lõi của d'Avinci chính là giao diện người dùng hay là UI được thiết kế lại một cách hoàn toàn và tỉ mỉ để có thể tối ưu hóa người dùng. Anh em có thể thấy là thanh điều hướng mới thì sẽ giúp dễ dàng di chuyển giữa các mạng lưới, còn ở mục Dap Meetup thì sẽ giúp tăng tốc độ này, giảm thời gian tải để có thể đảm bảo tương tác DeFi người dùng mượt mà nhất có thể. Cho dù là anh em đang mở các lệnh giao dịch hay là đang sử dụng bridge hoặc là quản lý tài sản thì d'Avinci đều giúp cho các quy trình này trở nên đơn giản, mượt mà và trực quan hơn bao giờ hết. Giao diện người dùng được cải tiến tập trung vào các chức năng cũng như là hiệu quả, giúp mang đến cho anh em những cái trải nghiệm hợp lý và giúp giảm bớt những sự phức tạp khi mà anh em giao dịch ở trên DeFi. Ngoài ra thì Irene cũng muốn mention về một số những cái tính năng của sản phẩm mới của d'Avinci. d'Avinci thì giới thiệu một số những cái tính năng mới giúp tái định nghĩa lại cách anh em sử dụng và tương tác với DeFi. Tính năng đầu tiên là tất cả những ứng dụng ở trong một giao diện duy nhất. Hiện tại thì trang chủ sẽ là nơi dành cho tất cả các hoạt động DeFi, đưa tất cả những ứng dụng hay là các tính năng chính vào trong một giao diện duy nhất, giúp anh em dễ sử dụng và điều hướng hơn. Thứ hai là Dex Aggregator SuperSwap. Tính năng này thì sẽ giúp tìm tỷ giá tốt nhất ở trên nhiều sàn Dex chỉ bằng một cú nhấp chuột duy nhất. Ngoài ra thì SuperSwap sẽ giúp người dùng tận dụng tối đa được mọi giao dịch mà không cần phải so sánh tỷ giá thủ công bằng nhiều nền tảng khác nhau. Tính năng tiếp theo là bảng giá Ethereum trực tiếp. Hiện tại thì DapDap đang cập nhật thông tin giá token theo thời gian thực, bảng giá Ethereum cập nhật trực tiếp về biến động của thị trường. Tính năng tiếp theo là khả năng phân tích danh mục đầu tư, hiện tại đang trong phiên bản beta. Lần đầu tiên thì anh em khi mà sử dụng DapDap thì có thể truy cập thông tin chi tiết về hoạt động DeFi của mình. Hiện thì đang hỗ trợ ở trên các mạng lưới bao gồm là Polygon này, zkSync Era, Linea, Scroll và Blast. Tính năng này thì có thể mở rộng theo thời gian bởi vì DapDap đang muốn hướng tới việc là cung cấp phân tích dữ liệu đầy đủ ở trên tất cả các mạng lưới. Và cuối cùng là tính năng Dashboard Medal mới. Về tính năng này thì anh em chỉ cần đăng nhập và các điểm point, tức là các điểm PTS trước đây cũng như là hiện tại của anh em thì sẽ được tự động chuyển đổi thành Medal và Gem theo hệ thống mới. Tại đây thì Irene cũng muốn mention thêm về hệ thống Medal và Gem để em cùng nắm. Medal thì là hệ thống phần thưởng nhận được thông qua các cái hoạt động off-chain và on-chain, và những huy hiệu này thì sẽ có sẵn ở nhiều cấp độ khác nhau. Mỗi cấp độ thì sẽ yêu cầu cụ thể cách để có thể đạt được. Còn Gem thì là đá quý bổ sung cho các Medal ở bên trên, và anh em có thể kiếm được khi mà anh em mở khóa cái Medal này. Các gem này thì sẽ đóng vai trò quan trọng ở trong các hoạt động sắp tới của DapDap, cho nên là anh em có thể là thu thập càng nhiều càng tốt để giữ trữ anh em nhé. Về cách chuyển đổi điểm thưởng PTS thành Medal hay là gem thì quá trình này sẽ auto chuyển đổi, tức là trực tiếp chuyển đổi vào đầu tháng 9 năm 2024. Anh em sẽ không cần phải thực hiện bất kỳ những hành động nào. Tất cả những dữ liệu và thành tựu ở phiên bản cũ thì đội ngũ DapDap sẽ tự động nâng cấp lên các cái tính năng của d'Avinci cho anh em. Vậy là vừa rồi thì anh đã chia sẻ cho anh em về bản cập nhật mới nhất và đặc biệt của DapDap trong tháng 8 và tháng 9 vừa rồi. Anh em có thể nhấn vào đường link ở phía bên dưới phần mô tả và bình luận để trải nghiệm những cái tính năng mới này. Cảm ơn anh em đã theo dõi hết video và hẹn gặp anh em trong những video sau. Bye!